Nào, lên đi con. Con tên gì? Con tên là Lê Quốc Khánh. Thái mấy tuổi? Con 6 tuổi. Học lớp mấy? Con học lớp 8. Rồi, có đi tu không? Dạ có. Đó, hơi ngồi chào phát tay vào, hơi ngồi chào Thái. Rồi, con. Dạ, con là mẹ của Khánh. Năm 2016, đầu năm 2016 thì bé một một tay á, thì người ta đi uống rượu nhiều, thì đi mua bia nhiều, mà cháu nó chạy từ bên đường thang bên từ kia khoảng 10 mét mà nó lăn, mà lăn kiểu gì mà nó cái đầu nó ngóc lên không à, cái nó có người không, cái xong ai cái cả là ai cũng nói thằng này chắc nó chết. Xong rồi khi con nói mấy người người ta đồ Phật đó, thì người ta kêu là bù bà đỡ nó. Nhưng mà con thì con lại Chúa tôi, con xin lòng thương xót của Chúa chữa còn cho con, cho con chồng con thì đứa con bệnh nữa. Con nói con mà con mà chết thì chắc con có chết luôn chứ nữa sống một tí nữa. Thế con thì con cứ đọc kinh lần hạt rồi cầu xin Chúa mà sao cứu con cho con. Xong ngày mai, chiều mai thì nó chạy mua mũi ra, con hết hồn. Con chạy lên bệnh viện thì bệnh viện kêu là chụp não của nó, thì nó kêu là hiện giờ thì chưa có chấn thương gì trong não hết. Thì con cảm ơn Chúa, trời ơi, con về con tiến lên cầu nguyện đều sự Chúa, nhưng mà con chưa dám. Hallelujah. Thằng bé này nó bị đụng xe, mà nếu mà không có Chúa gìn giữ thì đầu nó chắc là xẹp lép như con tép. Và hôm nay nó đã khỏe mạnh, đang ở trước mặt chúng ta đây. Và có quyết tâm là đi tu không? Có. Đi tu không? Có. Rồi, hallelujah. Rồi, chúc lành cho con nhé. Rồi, bé đây đây con.